bà Lâm Thị Thu Trà bị bắt liên quan đến vụ án Thiện Soi. Bà Lâm Thị Thu Trà được biết đến là doanh nhân, vợ của diễn viên Kinh Quốc Thu Trà cùng một người nữa vừa bị bắt liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong vụ án Thiện Soi. Tối ngày 7 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với bà Lâm Thị Thu Trà sinh năm 1974 và Đặng Thị Tuyết Lan sinh năm 1966 đều ngụ thành phố Vũng Tàu để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự được quy định tại khoản 2 điều 201 Bộ luật dân sự. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Phú Mỹ phê chuẩn, theo một nguồn tin, việc bà Thu Trà và bà Tuyết Lan bị bắt đều liên quan đến vụ án Thiện Soi, tức Lê Thái Thiện, 50 năm tuổi, quê ở Nam Định, ngụ tại phường Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, đã bị bắt về tội cho vay lãi nặng và rửa tiền trước đó. Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi của Thu Trà và Tuyết Lan. Bà Lâm Thị Thu Trà được biết đến với tên gọi là doanh nhân Thu Trà, là vợ của diễn viên Kinh Quốc. Bà Thu Trà và diễn viên Kinh Quốc hiện sinh sống tại thành phố Vũng Tàu. Cả hai thường xuyên chia sẻ cuộc sống hạnh phúc trên mạng xã hội và báo chí.